bến được một dòng đẩy chuyên súp, dòng đẩy một kênh, thương hiệu của DK kênh. Thì con này mã của nó là MVP 2000. Thì hôm nay em cũng về, số lượng cũng không có nhiều, có được mấy con thôi, nhưng mà hàng bao đẹp, bao tuyển chọn cho các bác, đẹp gọi là xuất sắc, đẹp như ngọc trinh luôn. Đấy, đây là bên trong nội thất của nó nha các bác nhá. Đấy các bác nhá, con này khi nó được sản xuất là 2011, ngày mùng 1 tháng 11 2011. Nhưng mà em nghĩ là riêng về cái nô đẩy này thì thật sự các bác là chắc là rất, ở bên kia nó rất ít là kiểu như là sử dụng hay sao ấy, mà nhìn trông nó còn đẹp, đẹp gọi là xuất sắc luôn nha các bác nhá. Đẹp gọi là không có cái từ gì để gọi là diễn tả nữa các bác nhá. Các bác nhìn những cái con chở con chiếc của nó gọi là sáng, gọi là trắng trắng luôn. Đấy, mạch của nó thì đẹp sạch thì thôi rồi. Đấy, quá là đẹp luôn. 2011 mà máy móc của nó còn đẹp sáng trưng như thế này các bác nhá, sáng trưng. Đấy, tất cả keo kiếp còn nguyên zin hết nha các bác nhá. Con này thì bao cam kết cho các bác là bao nguyên zin. Đấy, cái dòng này thì cũng lần trước em cũng về được một lô. Đấy nha các bác nhá, được một lô, nhưng mà nói thật là nó xấu hơn, nó cũ hơn. Đấy, nó cũ hơn con này rất là nhiều. Đấy, nên là cái mức giá thì nó rẻ hơn, nhưng mà nói thật các bác là cái nô này em về nó đẹp quá là xuất sắc luôn, nên là cái mức giá nó cũng hơi cao hơn một chút. Đấy, nhưng mà cao, hàng đẹp, hàng tuyển đẹp như này thì chắc bác chơi thì quá là yên tâm rồi, không phải suy nghĩ về cái vấn đề mà lỗi lầm gì cả. Con này thì nó sẽ chạy là 1 2 3 4 5 6 7, 28 sò, sò san ken nhỏ nhé các bác nhé, sò san ken nhỏ A2151. Và mạch, tất cả những cái dòng mạch của DK này nó đều là dập ở trên bên hết. Đấy, nó dập rất là rõ ràng, chi tiết, thông số. Đấy, các bác nhìn nhỉ, rất là chi tiết luôn. Đấy, về cái dòng này thì nó là một dòng thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của một hãng DK. Đấy, thì cái dòng này nó sẽ có rất là nhiều, như vang DK hoặc là loa DK, một hãng gọi là chuyên về âm thanh nổi tiếng. Cái dòng này thì nói chung là rất là nhiều anh em trên thị trường gọi là đã biết đến và cũng săn đón rất là gọi là nhiều. Nên là về cái chất lượng thì em cũng không cần phải giới thiệu nhiều làm gì cả. Con này nó đánh súp nó rơi vào 2000W một kênh nha các bác nhá, 2000W một kênh. Thì con này đánh được một đôi súp 50. Đấy, một đôi súp đơn 50 từ 22 qua 100 là các bác nện thoải mái luôn, nện tẹt bô luôn ấy. Đấy. Đấy, các bác nhìn này, con này thì nó cắt cốt luôn đằng sau. Đấy, các bác có thể cắt cốt phát thì nó đánh chỉ có tiếng súp không, vì con này nó là đẩy một kênh chuyên súp. Đấy, đẩy một kênh chuyên súp. Đấy, mã số em thiết là rất là mới, cực đẹp luôn. Đấy, thông số rất là rõ ràng. Đẹp như này thì tất nhiên là cái mấy dàn tụ ở bên trong của nó thì chắc em không cần phải tháo. Đấy, dám khẳng định cho các bác là tụ con này còn mới đét phẳng ni luôn. Đấy, vì con này nó còn rất là đẹp luôn. Đấy, quạt chạy cực kỳ là êm nha các bác nhá, cực kỳ là êm, chạy 4 quạt nhưng mà rất là êm. Đấy, thì con này thì em cũng xin báo giá luôn cho các bác để các bác được lắm rõ. Thì con này em đang bán là giá là 5.800.000 đồng, 5.800.000 đồng. Cao hơn những cái dòng trước, những cái dòng trước thì em bán chỉ có 5.500.000 thôi, vì là máy nó cũ hơn. Đấy, một con này thì hàng em mua hàng tuyển chọn nên là có nó đẹp xuất sắc từ trong ra ngoài, nên là cái mức giá nó cũng cao hơn một chút. Đấy, hàng số lượng em về có được có mấy con thôi, không có nhiều đâu nha các bác nhá. Đấy, thì các bác nào đấy thì hãy nhanh tay liên hệ với lại bên em. Dòng này thì các bác nào đấy em sẽ cam kết bao zin và bảo hành cho các bác từ 3 đến 5 tháng nha các bác nhá. Đấy, thì máy của nó rất là đẹp, các bác dùng cứ thoải mái dùng, yên tâm. Đấy, thì bác nào có nhu cầu đấy, hay bác nào yêu quý kênh hãy để lại cho em một vài dấu like, nhớ đăng ký để tiện theo dõi video những mặt hàng mới.